Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2023, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 2 tháng 10 tại Ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ do đồng chí Trần Ngọc Huy, Phó Chánh thanh tra Bộ Nội vụ, trưởng đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý, nâng ngạch công chức tại tỉnh Cao Bằng. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Đồng chí Trần Ngọc Huy, Phó Chánh thanh tra Bộ Nội vụ, trưởng đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra số 608 ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Chánh thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, tiếp nhận và làm công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý. Nâng ngạch công chức tại tỉnh Cao Bằng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023. Trưởng đoàn thanh tra cũng đã thông qua lịch làm việc với các cơ quan đơn vị, trao đổi về mục đích, yêu cầu, phương pháp, cách thức làm việc của đoàn thanh tra. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác tuyển dụng, xử lý và quản lý cán bộ, công chức luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quan tâm nghiêm túc thực hiện của các cơ quan đơn vị. Quy định của Chính phủ, của Bộ Nội vụ về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch cơ bản đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý, áp dụng thuận lợi cho tỉnh tổ chức thực hiện. Công tác tuyển dụng trên địa bàn tỉnh được thực hiện đảm bảo công khai minh bạch, đảm bảo tính cạnh tranh, tuyển chọn đúng người, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm. Công tác bổ nhiệm lại công chức, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cơ bản được thực hiện đảm bảo đúng thủ tục, quy trình được quy định cụ thể tại các văn bản của Trung ương và của tỉnh. Đảm bảo theo tiêu chuẩn đối với chức danh, vị trí công tác. Công tác tổ chức thi nâng ngạch được tổ chức thực hiện đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy định. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức 2 kỳ tuyển dụng công chức, số trúng tuyển đạt 72,1%, 3 kỳ xét tuyển sinh viên cử tuyển được tổ chức đồng thời, các kỳ tiếp nhận vào làm công chức, số trúng tuyển đạt 76,4%. Các kỳ tuyển dụng tiếp nhận được tổ chức đảm bảo đúng quy định pháp luật. Nhất trí với nội dung, cách thức và lịch thanh tra trực tiếp của đoàn thanh tra, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực đối với tỉnh Cao Bằng trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực nội vụ nói chung, công tác tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý, nâng ngạch công chức nói riêng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm đầu mối, đôn đốc các đơn vị, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế phát ngôn, chuẩn bị hồ sơ tài liệu đầy đủ, chất lượng theo quy định. Yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp thu nghiêm túc các ý kiến trao đổi của đoàn thanh tra, bố trí thời gian, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để làm việc với đoàn thanh tra theo kế hoạch đã đề ra. Ngày 2 tháng 10, đoàn kiểm tra của tỉnh ủy do đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, tiếp tục đi kiểm tra việc thực hiện nghị quyết số 10 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại huyện Trùng Khánh. Theo báo cáo của huyện Trùng Khánh, hiện nay trên địa bàn huyện có 4 tổ chức đang được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản tại 4 điểm mỏ, 1 nhà máy chế biến ferromangan, 3 mỏ chưa khai thác. Trong thời gian vừa qua, huyện Trùng Khánh không ngừng nâng cao công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai, quán triệt tuyên truyền nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của tỉnh ủy về định hướng chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến các tổ chức đảng viên và nhân dân. Huyện ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, thường xuyên kiểm tra giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản, kịp thời xử lý nghiêm các hoạt động khai thác trái phép và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác. Qua kiểm tra, trong năm 2022, huyện đã kiểm tra, xử lý một đơn vị vi phạm về quản lý và khai thác mỏ, qua đó đã xử phạt 100 triệu đồng. Đánh giá công tác quản lý khai thác khoáng sản của huyện Trùng Khánh, đồng chí Tô Vũ Lập, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, mong muốn huyện này tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động số 15 CTRTU của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 10 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản, thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm mỏ,
có các phương án quản lý chỉ đạo cấp ủy các xã thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý, nắm chắc tình hình khu vực, kịp thời ngăn chặn các tình huống phức tạp, không xảy ra điểm nóng, chỉ đạo tuyên truyền các doanh nghiệp khai thác thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ khai thác, đảm bảo môi trường, đảm bảo an toàn lao động. Ngày 2 tháng 10, tại trường Trung học phổ thông Bế Văn Đàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Tham dự có lãnh đạo các sở ngành, hội khuyến học và giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Bế Văn Đàn. Theo đó, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tỉnh tổ chức vào tuần đầu của tháng 10 hàng năm. Năm nay, chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số được bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10. Chủ đề năm nay nhằm mục đích phát động phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số, đề cao trách nhiệm và huy động sự tham gia hiệu quả của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể trong việc xây dựng xã hội học tập. Nhấn mạnh về sự phát triển của Internet và các thiết bị công nghệ số, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số là yếu tố quan trọng, mang lại nhiều lợi ích, sẽ giúp người đọc được tự chủ và độc lập tiếp cận thông tin, kiến thức đa chiều phong phú và luôn được bổ sung cập nhật mới liên tục trên đa phương tiện. Tuần lễ học tập suốt đời trên phạm vi toàn tỉnh kêu gọi các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Tăng cường công tác phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để tạo sức mạnh tổng hợp, triển khai làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc tự học. Học tập thường xuyên, học tập suốt đời để mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh hiểu rõ và hưởng ứng tham gia thực hiện, xây dựng và phát triển các mô hình học tập, công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, hướng đến xây dựng xã hội học tập. Triển khai có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số, thi đua triển khai toàn diện đồng bộ các giải pháp thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời. Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã trao tặng 20 suất học bổng, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Cao Bằng 10 suất, mỗi suất 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Trung học phổ thông Bế Văn Đàn. Tổ chức phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023, các huyện Hòa An, thành phố đưa ra kế hoạch phát động phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, tuần lễ hưởng ứng năm nay, thành phố sẽ tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số, đề cao trách nhiệm và huy động sự tham gia hiệu quả của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể đối với xây dựng xã hội học tập. Tại lễ khai mạc, các đại diện xem video tuyên truyền và trả lời 16 câu với nội dung xoay quanh chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, tham quan các góc trưng bày giới thiệu sách, hoạt động thư viện, các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học. Nhân dịp này, trường Trung học cơ sở Cao Bình đã trao 16 suất quà cho các em học sinh tiêu biểu đạt nhiều điểm tốt đầu năm học 2023-2024. Toàn huyện Hòa An hiện có 48 trường học, 12 trường đạt chuẩn quốc gia. Các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động khá hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập. Nhiều cộng đồng thôn xóm, làng xã, khuyến học cũng phát triển sôi động với nhiều hoạt động khuyến học phong phú đa dạng. Nhiều học sinh, sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn vẫn tiếp tục đến trường, nhiều gia đình khó khăn được động viên khích lệ vươn lên trong cuộc sống. Trong không khí thi đua học tập, nhiều hoạt động ý nghĩa như diễn tiểu phẩm, tri thức trong kỷ nguyên số và giới thiệu sách, tuyên truyền ý nghĩa tầm quan trọng của việc học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa vừa khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận ủng hộ của toàn xã hội đối với phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Căn cứ vào tình hình thực tế tại mỗi địa phương, các đơn vị treo băng rôn khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của tuần lễ để người dân biết và tham gia.
các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời, đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Ủy ban nhân dân thành phố vừa tổ chức cuộc họp triển khai các nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024. Ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cao Bằng tiếp tục duy trì tốt kỷ cương nề nếp dạy và học. Cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại hóa. Tỷ lệ huy động trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt 99,48%. Tuy nhiên, việc tổ chức bán trú thực hiện theo nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về các khoản thu, mức thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh và văn bản hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quá trình triển khai thực hiện đã nảy sinh một số khó khăn, vướng mắc và bất cập. Thành phố kiến nghị tỉnh cần bổ sung các danh mục cho phép thu để chi trả những nhiệm vụ cần thiết phục vụ công tác giảng dạy, học tập, sinh hoạt của học sinh, quy định mức thu và chi trả kinh phí quản lý học sinh ăn ở bán trú, tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1 thay vì lớp 3 như hiện nay. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chia sẻ với những khó khăn của giáo viên, phụ huynh học sinh đã và đang gặp phải, đồng thời đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường học cần tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức họp giáo viên, nhân viên để động viên tinh thần, để tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên, thống nhất phương án, hình thức thực hiện lại công tác bán trú cho học sinh. Từ ngày 9 tháng 10 năm 2023, đối với việc cung cấp các suất ăn bán trú, các nhà trường cần chủ động phối hợp với ban đại diện hội cha mẹ học sinh để thực hiện theo hình thức hợp đồng ba bên giữa nhà trường, hội phụ huynh học sinh, đơn vị cung ứng dịch vụ. Về các ý kiến kiến nghị liên quan đến việc điều chỉnh bổ sung các nội dung liên quan đến nghị quyết 41 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, có báo cáo cụ thể bằng văn bản gửi cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới. Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa công bố giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 16 giờ ngày 2 tháng 10, trong đó giá xăng giảm mạnh và giá dầu giữ nguyên. Mặt hàng xăng giảm so với kỳ điều chỉnh trước. Tại địa bàn tỉnh Cao Bằng, xăng RON 95 có giá 25.330 đồng trên 1 lít, giảm 920 đồng trên 1 lít. Xăng E5 RON 92 giá 23.970 đồng, giảm 700 đồng trên 1 lít. Riêng mặt hàng dầu giá giữ nguyên. Cụ thể, giá dầu diesel 0,001SV giá 24.930 đồng trên 1 lít, diesel 0,05S2 giá 24.060 đồng trên 1 lít. Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới và các quy định hiện hành, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định không trích lập, dừng chi sử dụng quỹ bình ổn đối với hai mặt hàng xăng, giảm mức chi quỹ bình ổn đối với mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa, không chi quỹ bình ổn đối với mặt hàng dầu ma rút. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 28 lần điều chỉnh, trong đó có 16 lần tăng, 8 lần giảm và 4 lần giữ nguyên. Để thúc đẩy phát triển thị trường lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động tìm kiếm việc làm, ngay từ đầu năm, huyện Bảo Lạc tổ chức tư vấn việc làm tại các xã. Kết quả đã giải quyết cho hơn 3.000 lao động có việc làm tại các khu công nghiệp trong nước, các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh. Từ tháng 3 năm 2023, huyện Bảo Lạc đã tổ chức các sàn giao dịch việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm tại 3 cụm xã Đình Phùng, Xuân Trường, Hồng An và Sơn Lộ, thu hút hơn 5.000 lao động nông thôn tham dự. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp đã tư vấn các thông tin việc làm đang có nhu cầu tuyển dụng trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động. Tư vấn phổ biến các chính sách hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài, thông tin chi tiết về các thị trường xuất khẩu lao động. Người lao động được giải đáp một số ý kiến còn băn khoăn như thủ tục tham gia chương trình vay vốn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, môi trường, thời gian làm việc tại nước ngoài, quyền lợi khi tham gia một số ngành nghề cụ thể mà các đơn vị tuyển dụng đã giới thiệu tại phiên giao dịch việc làm. Theo thống kê của huyện, đến nay Bảo Lạc đã làm thủ tục cho hơn 3.000 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước. Nhiều lao động làm việc tại một số doanh nghiệp sản xuất chế biến trong tỉnh. Sau nhiều năm liên kết với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, huyện Bảo Lạc đã giải quyết cho hàng trăm lao động. Trong đó, năm 2022 giải quyết cho 60 người lao động, đạt 120% kế hoạch.
9 tháng đầu năm giải quyết 40 lao động đi làm việc tại các đơn vị trực thuộc, đạt 80% kế hoạch. Theo Công ty Điện lực Cao Bằng, trong quý 3 năm 2023, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 152,6 triệu kWh, bằng 109,95% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 27,4% so với kế hoạch năm 2023. Năm 2023, mức độ tiêu thụ điện thương phẩm các thành phần phụ tải sử dụng điện trên địa bàn tỉnh tăng so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do các khách hàng sử dụng điện lớn, đẩy mạnh sản xuất và thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của nhân dân tăng. Giá bán điện bình quân ước đạt 1.925 đồng trên 1 kWh, cao hơn kế hoạch năm 2023 là 50,54 đồng trên 1 kWh và cao hơn 29,79 đồng trên kWh so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng ước thực hiện 2,49%, thấp hơn 0,32% so với cùng kỳ năm 2022. Duy trì 100% tỷ lệ cung cấp điện theo phương thức điện tử. Ngoài ra, công ty đã phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung gian duy trì và đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tính đến nay đạt 75,74%. Đến tháng 9 năm 2023, đã cấp điện lưới quốc gia đến tất cả các xã phường thị trấn đạt tỷ lệ 100%. Số hộ có điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 94,17%. Trong đó, số hộ nông thôn có điện lưới quốc gia là 87.361 hộ. Những tháng cuối năm, Công ty Điện lực Cao Bằng tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố, sửa chữa lưới điện, sẵn sàng đảm bảo cấp điện ổn định, phục vụ đắc lực nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ tăng nhanh và diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phố. Bệnh thường gia tăng thời điểm giao mùa hè thu. Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và hạn chế số ca mắc bệnh đau mắt đỏ, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 2686 ngày 29 tháng 9 về tăng cường phòng chống bệnh đau mắt đỏ. Đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh phối hợp với ngành y tế triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ theo yêu cầu của Bộ Y tế, tăng cường công tác truyền thông về phòng chống bệnh đau mắt đỏ, khuyến cáo người dân đến ngay các cơ sở y tế nếu có các dấu hiệu mắc bệnh đau mắt đỏ, không tự ý mua thuốc để điều trị. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế chủ động giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh đau mắt đỏ. Tổ chức tốt việc khám, tư vấn và điều trị, thông báo kịp thời khi có bệnh nhân để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống lây nhiễm bệnh, nhất là tại các nhà trẻ, trường học, cơ quan, doanh nghiệp. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ trong nhà trường và thông báo ngay cho cơ sở y tế địa phương khi phát hiện học sinh mắc bệnh để xử lý ổ dịch sớm, triệt để. Các trường học, đặc biệt là trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, cần đảm bảo vệ sinh trường học, cung cấp đủ xà phòng, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay cho học sinh, giáo viên. Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh kiểm tra gần 400 lượt tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn, phát hiện xử lý 193 vụ vi phạm hành chính. Trong đó, phát hiện xử lý 16 vụ hàng lậu, 21 vụ vi phạm về kinh doanh, 37 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, 29 vụ vi phạm về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, 55 vụ vi phạm về niêm yết giá, 35 vụ vi phạm khác, nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ 400 triệu đồng. Hiện nay, Cục Quản lý Thị trường tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa trái phép, sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Dự báo những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng tăng mạnh, dẫn đến tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ tiếp tục gia tăng. Do vậy, lực lượng quản lý thị trường sẽ chú trọng kiểm tra, rà soát kỹ tình hình giá cả hàng hóa, xử lý nghiêm các trường hợp không niêm yết giá, tăng giá bất hợp lý, găm hàng. Nằm trong chương trình của Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2023, hoạt động trải nghiệm bay dù lượn, ngắm thành phố từ trên cao đã thu hút sự quan tâm của người dân. Có hàng trăm lượt trải nghiệm được đăng ký. Hoạt động bay dù lượn phục vụ chủ yếu cho màn trình diễn trên cao trong lễ khai mạc Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch đêm 30 tháng 9 vừa qua. Song trước và sau sự kiện, tổ bay dù lượn phục vụ nhu cầu trải nghiệm cho du khách. Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 đã có hàng trăm lượt du khách được trải nghiệm dịch vụ này. Hoạt động do câu lạc bộ dù lượn Kinh Bắc thực hiện.
Điểm bay xuất phát từ công ty cổ phần thuốc lá Cao Bằng km 8, bay qua đường Võ Nguyên Giáp, lượn quanh thành phố Cao Bằng, thời gian trải nghiệm 20 phút, chi phí 1.980.000 đồng trên một lượt trải nghiệm. Trước đó, câu lạc bộ du lượn Kinh Bắc cùng các câu lạc bộ du lượn khác đã có hoạt động khảo sát bay thử tại các địa điểm như thung lũng Treo ở Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, Mắt Thần Núi, huyện Trùng Khánh. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phối hợp với câu lạc bộ du lượn tiến hành các điểm bay tại thành phố Cao Bằng, mang lại cơ hội trải nghiệm cho người dân và du khách. Từ lâu nay, là một sản phẩm đặc sản đặc hữu, cây rẻ đã trở thành cây đặc sản của huyện Trùng Khánh. Giá trị kinh tế mà loại cây này mang lại cho bà con nông dân là rất lớn. Những năm gần đây, diện tích cây rẻ đang dần được mở rộng, thế nhưng để cây rẻ thực sự phát triển bền vững còn rất nhiều khó khăn. Khu vườn rẻ mới trồng của ông Hứa Văn Đảng ở xóm Đồng Luông, Chi Choi, xã Đình Phong đang cho những lứa quả đầu tiên. Gia đình ông Đảng đã trồng rẻ từ chục năm trước với hơn 50 gốc. Nhận thấy cây sinh trưởng phát triển tốt và có giá trị kinh tế cao, nên ông Đảng đã tự ươm giống và mở rộng dần diện tích. Sau khi trồng từ 4 đến 5 năm là cây sẽ cho thu hoạch, năng suất trung bình đạt 10kg một cây. Những cây to có thể cho thu hoạch khoảng 20kg một cây. Trồng cây rẻ mở diện tích ra thì nó thành tiền nhanh hơn, nó bán đắt tiền hơn. Cây rẻ, trồng ngô là rẻ lắm, ngô cũng được ít. Hạt rẻ là nó thành tiền, thị trường nó bán mỗi năm là 120 một ký. Thấy người ta trồng thành quả là mình cũng khắc về nhặt về khắc ươm khắc trồng nói. Cứ trồng vào thì nó lên thì lấy phân vào bón nói. Cái này là không có sâu là trồng dễ hơn. Cái về cây rẻ địa phương mình là cây ngon, món đặc sản. Thấy người ta về tìm mua nhiều lắm. Mình cũng mong muốn thành quả nhiều là sang năm là thu hoạch được nhiều. Nhờ cây rẻ mà nhiều hộ dân ở xã Đình Phong có thêm thu nhập. Hiện nay, 100% số xóm trong xã đều trồng rẻ với tổng diện tích hơn 76 ha. Trong đó, diện tích cho thu hoạch là 30 ha, diện tích trồng mới là 46 ha. Ước tính hơn 50% số hộ dân trồng cây rẻ. Theo kế hoạch của huyện, trong thời gian tới, xã Đình Phong sẽ phấn đấu tăng diện tích lên 200 ha và là địa phương có diện tích trồng rẻ lớn nhất của huyện Trùng Khánh. Trong cái thời gian tới, thì chính quyền xã Đình Phong sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân để phát triển thêm cái diện tích hạt rẻ trên địa bàn xã Đình Phong. Hiện nay thì bà con nhân dân cũng nhận thức được là cái việc mà phát triển cây hạt rẻ thì có cái hiệu quả về kinh tế. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Trùng Khánh đã ban hành nghị quyết xác định phát triển các cây trồng đặc sản địa phương, trong đó có phát triển cây rẻ, đồng thời tập trung huy động nguồn lực, ngân sách để hỗ trợ nhân dân mở rộng diện tích trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện đã trồng mới được 160 ha cây rẻ, nâng tổng diện tích hạt rẻ toàn huyện lên trên 500 ha, trong đó có hơn 250 ha đã cho thu hoạch, tập trung tại các xã Tri Viễn, Khâm Thành, Đình Phong, Phong Châu, Đàm Thủy, Ngọc Khê, ước năng suất đạt khoảng 30 tấn rẻ hạt. Với giá cả thị trường năm nay, giá trị kinh tế hạt rẻ mang lại cho bà con nông dân có thể lên tới 4 tỷ đồng. Đó là một tín hiệu tích cực đối với cây rẻ Trùng Khánh. Để giúp người dân nâng cao thu nhập và giữ cây trồng bản địa, huyện Trùng Khánh phấn đấu đến năm 2030 với mục tiêu hình thành vùng sản xuất tập trung cây rẻ với diện tích đạt 1.000 ha. Những năm gần đây, các ngành và địa phương đã chú trọng đầu tư phát triển để nâng cao vị thế, giá trị và phát triển bền vững diện tích loại cây trồng đặc sản này. Thế nhưng, về lâu dài, để cây rẻ thực sự là cây mũi nhọn, chủ lực thì cần có giải pháp căn cơ lâu dài. Trong quá trình thực hiện phát triển cây rẻ trên địa bàn thì cũng gặp phải những cái khó khăn cụ thể như là công tác thực hiện tuyên truyền đến người dân để chuyển đổi cây trồng. Chúng tôi đã thực hiện thường xuyên, tuy nhiên thì cái nhận thức và nâng cao cái nhận thức của người dân thì đâu đó cũng còn hạn chế, người dân chưa mạnh dạn để chuyển đổi cái cây trồng này. Đấy là cái nội dung thứ nhất. Thứ hai thì vì cái người dân cũng còn cái e ngại cái việc đó là hạt rẻ khi mà thực hiện nếu trồng nhiều thì cái đầu ra như thế nào, bởi vì cách bảo quản hạt thì bây giờ hạt rẻ bản địa thì là chúng ta bảo quản không được
chưa có cái phương pháp bảo quản hữu hiệu. Chính vì thế mà bà con đang lo. Cái thứ ba đó là cái khó khăn của huyện, đó là chưa tổ chức trồng theo vùng tập trung được, mà hiện tại đang tổ chức trồng diện tích nhỏ lẻ theo từng hộ gia đình, có thể là thành các hợp tác xã để thực hiện chuyển đổi cây trồng và trồng theo vùng để nó đảm bảo được cái việc thực hiện tới này trong cái cố gắng trong nhiệm kỳ sẽ phấn đấu trồng mới thêm cả đạt 300 ha. Hiện nay đang vào mùa thu hoạch, với hương vị đặc trưng, thơm ngon riêng biệt, hạt dẻ Trung Khánh đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, với quy mô diện tích trồng còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa tạo được vùng sản xuất tập trung, nhiều hộ dân vẫn trồng cây dẻ theo lối quảng canh nên sản lượng thu được không nhiều. Giải quyết tốt những vấn đề về hỗ trợ người dân trong kỹ thuật trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm sẽ là những yếu tố quan trọng để tận dụng được tối đa những ưu thế về thổ nhưỡng, khí hậu và tiềm năng dành cho cây dẻ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 tỉnh ta triển khai xây dựng nhiều công trình hạ tầng cơ bản, trong đó có các công trình y tế quy mô lớn, tiêu biểu là dự án xây mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Thạch An. Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và chủ đầu tư, hiện nay các nhà thầu và đơn vị thi công đang thực hiện nhiều giải pháp, phấn đấu về đích và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm nay. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, hơn 200 công nhân của liên danh 3 nhà thầu thực hiện dự án đang làm việc tăng ca tăng kíp cả ngày lẫn đêm để đạt tiến độ mà chủ đầu tư đưa ra. Dự án này được bàn giao mặt bằng từ tháng 7 năm 2023 và đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 dự kiến sẽ hoàn thành. Với mốc thời gian về đích được đưa ra, có nghĩa là liên danh nhà thầu và đơn vị thi công chỉ có khoảng 6 tháng để triển khai xây dựng. Trước áp lực lớn về tiến độ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh với vai trò là chủ đầu tư đã có những chỉ đạo sát sao, kịp thời, thường xuyên đến công trường thi công để kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện. Với cái mức độ khối lượng công việc rất lớn như hiện nay tại công trường thì là tại hiện trường là có 3 đơn vị liên danh. Thì với cái khối lượng công việc rất lớn này thì các nhà thầu đã tăng ca, tăng thiết bị máy móc thi công để đáp ứng được cái khối lượng phục vụ có dự án. Cái nhân công trực tiếp tại hiện trường hiện nay thì là có 205 công nhân trên 3 nhà thầu. Thì nếu mà theo tiến độ chung của dự án thì là một đơn vị là 88 nhân công và một đơn vị là 75 nhân công, thì cộng vào thì hiện tại là với cái khối lượng nhân công hiện trạng hiện tại bây giờ ấy, thì là đang vượt rất là nhiều so với cái biện pháp của nhà thầu. Dự án xây mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Thạch An được xây dựng tại xóm Nà Luồng, thị trấn Đông Khê, là dự án nhóm B, công trình y tế cấp 3, quy mô 100 giường bệnh. Dự án có tổng mức đầu tư là 168 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và ngân sách địa phương với 19 hạng mục xây mới. Trong đó các hạng mục chính gồm nhà hành chính quản trị, nhà khoa khám và điều trị ngoại trú, nhà kỹ thuật nghiệp vụ, nhà điều trị nội trú các khoa và trạm oxy trung tâm. Bên cạnh huy động nhân lực vật lực để đáp ứng tiến độ thì việc đảm bảo chất lượng công trình cũng được chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công chú trọng đặt lên hàng đầu. Về chất lượng thì gần như là toàn bộ hiện nay dự án đang sử dụng về bê tông, là dùng bê tông toàn bộ dự án là dùng bê tông tươi, bê tông An Minh. Thì quá trình thực hiện này, toàn bộ dự án sau khi đã triển khai đổ bê tông xong là mình cũng dự kiến là phải ép bê tông đủ cường độ thì mới triển khai các công việc tiếp theo về chất lượng tiến độ. Với việc huy động và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hiện nay dự án đã giải ngân được 52,3 trên 168 tỷ đồng, đạt 31,14% kế hoạch vốn giao. Ước đến hết tháng 9, giải ngân đạt 40,41%. Phần đầu đến ngày 31 tháng 12 năm nay, giải ngân 100% kế hoạch vốn giao. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, đảm bảo mọi người dân được hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng, người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần, giảm tỷ lệ mắc bệnh tật, đóng góp quan trọng cho ngành y tế Cao Bằng triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
Ngày 1 tháng 10, tại Trung tâm Đào tạo Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh đã diễn ra lễ bế mạc giải bóng bàn thành phố Cao Bằng mở rộng lần thứ 3 năm 2023, tranh cúp Bảo An. Giải thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 19 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Trong hai ngày thi đấu sôi nổi, nhiệt huyết với 5 nội dung tranh tài và 140 trận thi đấu, giải bóng bàn thành phố Cao Bằng mở rộng lần thứ 3 năm 2023, tranh cúp Bảo An đã kết thúc. Các vận động viên tham dự giải đã thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết trung thực, cống hiến cho khán giả những pha bóng kịch tính và hấp dẫn, được ban tổ chức ghi nhận và đánh giá cao về trình độ chuyên môn. Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải nhất nội dung đơn nam phong trào cho Liêu Chí Công, câu lạc bộ bóng bàn thành phố. Đơn nữ phong trào cho Đàm Thị Kim Diệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đôi nam phong trào thuộc về câu lạc bộ thành phố, đôi nam lãnh đạo thuộc về đơn vị huyện Hòa An, đồng đội nâng cao hạng CD thuộc về đội Thái Nguyên và trao 5 giải nhì, 10 giải ba cho các vận động viên có thành tích cao ở 5 nội dung thi đấu. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.